Dạ khỏe không anh? Nhìn tướng thì khỏe rồi. Khỏe re. Rồi, xin mời anh Tâm Thanh để chào các bạn khán giả nào. Hai, chào bà con cô bác, chào quý vị khán giả. Cho mình hỏi anh Tâm Thanh vậy. À rồi đấy. Anh khỏe chứ? Khỏe, khỏe lên biết cái ghế ngồi luôn nè. Em vẫn khỏe. Em vẫn khỏe, anh cũng khỏe. Anh em mình bao lâu không gặp nhau anh Thanh? Lâu à? Dạ, chắc 4-5 năm rồi anh hả? Ừ, đúng rồi. Bây giờ hai em có gì hỏi không? Hỏi anh, hỏi là hai em à. Vậy anh hỏi tụi em đi. Tụi em khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe tụi em mới ngồi dẫn chương trình này đúng không? Chứ không khỏe đâu ngồi đây được. Anh mấy đứa rồi? Anh hai đứa gái trai. À vậy thì quá là nè, 10 điểm luôn, nó gọi điểm 10 đó anh. Vừa có gạo mà vừa có nếp có tẻ nữa thì thôi rồi. Bây giờ người ta không có xài nếp tẻ nữa cưng ơi. Chứ xài gì cái anh? Đó xưa rồi. Chứ xài gì? Đứa đứng đứa ngồi. Lần đầu tiên khi mà là anh nghe tin vợ mình mang thai, cảm xúc của anh như thế nào? Căng à? Căng không anh? Có dân chào không anh? Trời, giọng thứ đầu tiên mà nghe con so với người vợ mà nhỏ hơn mình 20 tuổi đó. Trong tâm trong tim gì nó cái cảm giác nó làm sao á, nó xốn xang, nó rộn ràng đúng không anh? Trời ơi, vừa hay tin nó là mình mừng xong quay qua, trời ơi cô ấy làm đóng. Đóng gì? Đóng gì anh? Ối à? Dạ. À anh đâu, mình có thể mình dùng từ cho nó từ hợp lý, một đống nghe nó ghê quá nè, phải không? À thì ra từng đống thì anh sàn đống thôi, chứ giờ nói nửa đống thì người ta nói mình ăn lời. Thì mình nói một thao, nhưng mà nói một thao ra tao không thao còn ghê nữa. Trong cái mừng đó thì nó tới cái cực nè, hành. Trời ơi, em biết hồi đó đi diễn khuya về mà tới chỗ ăn uống này kia thì không ăn, ăn đâu được đâu nữa. Thì đó, về nhà dắt xe vô nhà tắm rửa sạch sẽ, lên trên lầu anh ơi em thèm ăn ốc quá. Từ chịu nổi không? Dẫn đi không đi, anh mua về cho em ăn đi, mua cho em hai trứng hùng vịt lộn nha, rồi mua cho em ốc gì đó, ốc gì coi như đa số ốc tùm lum, còn cứ một cái dĩa mua chừng 2-3 dĩa thôi. Nó khuya này ăn ốc tốt không? Đâu phải em ăn đâu anh, con nó đòi ăn, con nó đòi chịu ăn. Thôi chạy ra mua về, ai ăn? Anh ăn. Ăn vậy con có để mua ăn cho hả? Ôi em không chịu nổi cái mùi này, thôi em không ăn. Anh ăn hết luôn. Trời ơi, vừa xong ăn xong xuống xúc miệng này kia, lên anh ơi em thèm trái cherry quá. Trời ơi, mấy giờ anh? Diễn xong là cỡ 10 giờ, 11 giờ rồi. Về tới nhà là 12 giờ. Trái cherry là coi như tìm không ra. Giờ đó thì chợ Bến Thành cũng đóng cửa hết rồi, đâu có ai bán, phải đi vòng ở ngoài. Mai sau gặp cái bà kia, bà còn được cái gánh, bà bán lộ chút á, đâu phải là trái cherry, nó là trái sơ ri. Ủa cũng bây giờ mà thì cũng dính chữ ri đó, cái anh mới vớt đỡ chứ giờ sao giờ vớt đỡ vô về gái cho ngán nó đi đừng ăn, vừa đem giờ chụp để mà không cái ủa anh ơi trái này không phải. Chị ngán á. Ừ. Là nó kéo dài suốt cả quá trình mang thai luôn hay là chỉ có khoảng thời gian là hết? Tháng 2 tháng đầu thấy vợ anh cực khổ của anh mới nói thôi cái ngán nó giấy trời cho đưa qua anh đi. Ngán phụ hả? Đó, mình đâu có biết cổ chơi chiêu hay sao, anh đang nằm vậy đó cổ bước qua người anh. trời ơi mà anh ngán ngộ lắm, chiều tới là buồn ngủ không ăn luôn hả? Ngán ngủ hả? Anh ngán ngủ. Trời ơi, vậy sao đi mà ngồi gì nè. Hèn chi mấy lần thấy đang người ngồi sân khấu mà ngủ gục. Là lúc mà là chị nhà xanh đó là anh ở kế bên chị hay là anh ngồi ngoài đợi? Anh ngồi ngoài, ngoài phòng chờ. Đi tới lui. Chứ không được vô phòng xanh nữa. Không được, bởi vì vợ anh không có xanh. Mổ. Dạ. Nếu mà cho phép vô tốn tiền anh cũng vô. Dạ. Đó. Mà hầu như xanh mổ là người ta không cho mình vô. Đó. Hay tin gái đồ lòng thì mừng, anh rất mừng. Dạ, anh khoái gái. Anh khoái gái nhưng cũng mê con trai. Dạ. Nghe nói mổ mẹ tròn con vuông đó, mừng quá anh, mừng quá. Chị kia chỉ vừa anh ơi con anh nè, là ẩm ra cái chỗ tắm á, bước vô đứng coi người ta tắm mà dòm thấy tay chân con anh rồi dòm số ký ta báo là nó được 3.1 kg. Ôi trong người mừng dở cái mặt nó ra, trời ơi y bin anh luôn, mắt hí dài sọc.
Yên biên anh luôn à? Yên biên luôn, mắt ý giày sọc vui cười quái. Anh có được bồng bé không? Không được, bởi vì người ta làm coi như người ta chém ra rồi người ta cho mình nhìn à. Nhìn ở ngoài này, nhưng anh đứng anh năn nỉ cái bà nó mặc áo vô coi cái rồi ra liền nha. Đó vô coi thì bà lao máu rồi này kia đó, thì xong xưa anh nhìn đồ này kia đó, rồi xong nghe là anh bước ra, người ta giao con xuống phòng là ta nói nè, tay chân mắt mũi đồ đầy đủ nha, đít đồ đó đó, thí dụ gì sò lụa rồi đó, đó là ta nói luôn đó là đầy đủ nha. Thì người ta nói xong là anh ơi, biết là tôi nhìn nãy giờ tôi nhìn trước cô nữa, đừng có mấy lần tôi nhìn biết. Thấy anh Thanh vậy á là ảnh mê con hơn mê hơn là mê vợ á nha. Mê vợ chứ sao không mê, không mê vợ sao lòi ra đúng không, không? Ý nói có nghĩa là anh mê con hơn là mê vợ, là cái khúc mà vừa đẻ ra xong ui trời ơi thiên thần của tôi, cái quên mất vợ mình luôn. Đâu có, có quên không? Nhớ chưa dòm trời. Con giống ba quá trời. Nhưng mà có những cái con giống mẹ con lắm. Không, cái nghe cái cảnh mà cái cảm xúc mà anh nói chuyện là thấy thương con cỡ nào gì đó. Nhiều khi thương con quên mạng cha nó đúng rồi đó. Không có quên đâu. Vừa bị đuổi ra là hỏi vợ tôi chừng nào xuống phòng. Cái cảm xúc của bé thứ hai á với lại bé đầu tiên thì là nó có khác nhau nhiều không anh? Khác nhiều chứ. Anh nói gái trai gì cũng được. Nhỏ con gái thì nói thôi mẹ đẻ cho con em để, gái đi để con đặt Shizuka. Shizuka. Ờ. Thế nói nếu không có Shizuka nó lồi ra thằng trai anh là căng à. Xây qua xây lại cái hai cha con ở ngoài đưa mẹ vô. Con nhỏ con gái nữa. Shizuka phải không mẹ? Cái mẹ là còn lâu chạy anh đó con. Trời ơi tội nghiệp con quá con. Không được như ý của con hả? Mà nói ngay ý của ba. Cái phần mà là chăm sóc á, là hai vợ chồng hay là có sự hỗ trợ đến từ hai gia đình nữa anh? Đây anh là không có hỗ trợ hai gia đình. Bên nội thì trời cũng thương. Ba má anh đi bán muối sớm rồi. Ba anh là bán 90 tuổi, má anh là 89 tuổi. Dạ. Ông ngoại đi hồi 72 tuổi, hai chồng ôm hết luôn. Anh còn phải đi chạy show. Đúng rồi. Anh còn phải cán đáng kinh tế của gia đình nữa thì đúng rồi. Liệu rằng nó có khó khăn không? Hai đứa, đứa nào khúc đầu cũng khó khăn. Lúc mà nhỏ gái đầu tiên mười mấy tháng, anh nhớ ép anh cứ mới vừa đi diễn đâu về cái anh cho con bú đi. Cái pha sẵn đồ khúc sữa gì cái đưa. Cái mình cũng đút vậy nè. Đút mà mệt quá. Dọng thứ tắm rửa vô đồ mát mát dễ buồn ngủ mà máy lạnh nữa. Đó mình đút cho gì cái ấy nhiều lúc. Nhiều lúc anh ngủ rồi. Được. Anh ngủ gục luôn cái tay anh sọt vô lỗ mũi nhỏ con anh luôn. Cái sọt có gì rồi cứ gì nè cái ngủ cái vợ lên. Trời ơi anh cho nó bú gì vậy anh giùm mình. Ai cho nó bú, em cho nó bú cho anh cho nào. Anh nhìn nó coi. Nhưng mà anh rất thương con anh. Ví dụ ban ngày anh mà không có đi đâu là không có đi quay hay không có đi diễn tiệc đồ này kia thì ở nhà anh vẫn pha sữa. Anh vẫn đút cho con anh bú là chuyện bình thường. Dạ. Cái việc mà là giáo dục giới tính cho các bé là nó có thực sự khó khăn hay không? Anh thì không có chỉ cho bé gái anh cái giới tính mà là vợ anh. À. Có một hôm bé gái ngồi trước mặt anh với vợ anh. Mới đây nó hỏi mà anh cũng muốn lên chương trình này để gặp hai em nhiều lắm. Nhiều khi tụi em trẻ tụi em trả lời được. Anh thì anh trả lời không được với nó. Con gái anh nó quay qua hỏi mẹ mẹ. Ba với mẹ làm cách nào mà ra con vậy? Cái anh bụng miệng nè. Anh nói ba đau bụng. Rồi mẹ nó cũng không biết trả lời. Còn hai em thì trẻ quá chắc trả lời được. Khi nào con lớn thì tự động con sẽ biết. Nhưng mà lỡ lúc đó con bé nó không bây giờ nói như vậy thì con chưa có lớn. Đợi bao giờ con mới lớn con muốn biết thì gì đâu có. Nhưng mà vợ anh trả lời mém như câu này. Chỉ đơn giản thôi. Con học lớp 4 chưa được lên tới cái lớp để biết cái về để người ta chỉ dạy cho con về vấn đề tình dục hôn nhân gia đình. À. Sau này khi con tới tuổi thí dụ như lớp 6, lớp 7 gì đó thì khi người ta đã dạy cái đó thì con sẽ hiểu được làm sao ba với mẹ có được con dạy em. Hay quá. Nhưng mà thật sự nha, mấy đứa bé thường có những câu hỏi mà hóc búa lắm kìa hả? À. Không biết tại sao mà mấy bé lại suy nghĩ có những câu hỏi đó luôn á. Không hiểu được. Rồi xong cái anh trong anh hèn lắm, trong anh chạy ra. Đó, ba mà không đau bụng ba ra ba cũng nói y như mẹ. Theo anh nghĩ là ở cái độ tuổi nào là sẽ thích hợp để mà mình có thể nói cho bé biết những cái vấn đề về sự khác nhau và giới tính? Cái đó là do vợ em hết. Vậy ha? À, em truyền lại cho bà xã em nói chuyện. Bà xã em sẽ dạy cho cháu nó coi như là để ra ngoài đừng ai xâm hại gì tới nó. Anh có dạy con anh chỉ dạy nhiêu đây thôi. Ba được nắm tay con nè. Ba được vuốt đầu con nè. Ba được ôm con vào lòng nè. Nhưng ngoài ba với mẹ thì ở ngoài đường không có ai cả. Chú bác mình cũng không ai được quyền ôm con vào lòng.
trong khi không có sự đồng ý của con. Nhớ với ba một điều là như vậy, chứ đừng để ai nắm tay ồ con của ông Tam Thanh hay là ví dụ con của gì đó em hay ấy đó này thấy thương quá này kia, là nó sẽ nắm được cái tay con, nó sẽ nắm chỗ khác. Còn trong người của con là cả ba cũng đụng không được, chỉ có mẹ mới đụng con được đó. Thì mình anh chỉ biết nói như vậy thôi, đó là mình cũng đã giáo dục cho con mình. Hai vợ chồng mình là ở gần như là hai thế hệ. Đúng rồi, đúng đó rồi. Lúc mà là có bầu với lại sau lúc mà là chị sanh nở xong mà nó có khác nhau không? Mà đặc biệt nữa là vợ vợ anh kém 20 tuổi. Không phải là ai cũng được như vậy đâu nhé. Cái câu này thì cũng hay, mình xài cái từ cho sạch chút đi. Dạ. Giao phối đó. Đó. Là coi như là thí dụ như giao phối, giao hợp đồ. À đó, thì mình xài cái từ cho sạch chút. Đúng rồi, tiền bối nó vẫn có khác ha. À, đó, vậy đó thì mình có những câu châm ngôn mà vừa vui vui cái cười cái từ từ nó đi tới cái chất mặn nồng á. Vợ chồng anh có cái câu châm ngôn là như vậy. Viết liền nè. Không, viết anh liền. Nói anh nói là anh nói với vợ anh là chích chè hỡi chích chè ơi, chích chè có muốn chích hay không đó. Cái vợ anh mới trả lời lại câu chích chè thích, chích chè mê, chích chè muốn chích lắm anh ơi. Trời ơi tôi khoái cái câu này, chích chè đó. Trời ơi chích chè. Thì cái từ từ khi người ta thích rồi đó, làm coi như mình hành xử mình muốn làm gì mình làm đó, tao đồng ý rồi. Tao đồng ý là ờ rồi đó. Cái câu này hay quá má ơi, chích chè chích chè chè hỏi chích chè ơi mà nghe rất là đáng yêu nha. Ví dụ như mà là giữa hai vợ chồng mà là đang có gây lộn với ông mà là tối vẫn muốn ngủ chung á, đó. Không biết bắt đầu sao á thì tự bên đang ngâm thơ. Đúng vậy, đứng bên đang ngâm thơ đó, chích chè ơi có chích được không, chết anh ơi.